thật thằng Nguyễn Thành Phương là chó má. Lính Pháp có rụng rịch gì không? Không hả? Tin tức miền Tây ra sao? Miền Tây cũng êm ru hả? Khốn nạn tất cả. Khốn nạn. Máy bay trực thăng đang đợi anh. Có tin chính thức. Quốc trưởng chỉ định tướng Vĩ làm tổng tham mưu trưởng hai tướng Tị. Gọi Ngô Đình Diệm sang Pháp. Đánh giặc mà nước miếng ăn thua mẹ gì. Tới phút này tôi không giấu ông. Tôi biết từ lâu ông là người của Nhu. Đáng lẽ tôi bắn ông, xong muốn lưu lại một chút ân tình. Ông cứ về bên kia xong, nhắn với Ngô Đình Nhu, đừng vội đắc ý. Chuyện đời còn dài. Cái này ông Sang tha không có giết Ngộ mà. Lại dân Sang tha mày, nhưng hắn đã chạy tháo thân, bỏ chúng tao lại đây. Chúng tao đang nắm quyền, chúng tao không tha mày. Đi. Anh đi ra ngoài. Xin ông kỹ sư thương dùm em. Lúc vào Nam vội vã nên mẹ, vợ và con em còn ở ngoài đó. Nếu ông không tha thứ cho em thì em chỉ còn nước chết. Cơ quan mật vụ giao anh theo dõi tôi. Vậy mà em thề trước Chúa chưa bao giờ báo cáo một lời không tốt về ông kỹ sư. Ông có thể kiểm tra sự thật. Xin ông kỹ sư thương em. Anh có biết tại sao tôi lôi anh ra ngoài này không? Dạ thưa không. Vì trên trần nhà có đặt ngầm hệ thống ghi âm của bác sĩ Trần Kim Tuyến. Ai hỏi tôi không, cô Lan? Dạ thưa không ạ. Thank you.
Hello, Smith. 115 here. I got his picture. Nhưng phát súng như là con dao mổ mở toan cái ung ngọt từ gần năm nay, hành hạ cơ thể miền Nam tự do. Vấn đề Bình Xuyên coi như không còn tồn tại nữa. Theo đó, vấn đề Cao Đài, Hòa Hạ, Đại Việt, Lê Ông Lê Roa cũng dứt khoát sẽ bị gạt khỏi các bản tin chính trị hàng ngày. Anh cho rằng tôi lạc quan hơi sớm phải không? Thưa ông cố vấn. Vô. Trình ông cố vấn, Thiếu tướng Trịnh Minh Thế muốn gặp ông cố vấn. Mời vô. Dạ. Thưa, lực lượng liên minh Cao Đài chúng tôi muốn trình lên lãnh tụ Ngô Đình Diệm một yêu cầu nho nhỏ, cho phép đoàn quân chiến thắng được diễn hành qua các đường phố thủ đô. Được, tôi sẽ trình lên thủ tướng và tôi tin người vui lòng chấp nhận. Cảm ơn ông, tôi phải đến bộ chỉ huy hành quân ngay bây giờ. Anh thấy thế nào? Anh thấy rồi đó. Thiếu tướng Trịnh Minh Thế thậm chí không thèm ngó tôi. Không, tôi muốn hỏi ý kiến anh về việc khác kia. À, một viên tướng có nhiều triển vọng. Nhiều triển vọng hay nhiều tham vọng? Hắn bộc lộ tham vọng quá sớm. Một cuộc diễn binh chiến thắng chắc chắn không phải là yêu sách thấp nhất. Và cuối cùng, anh Luân này, chúng ta nên nói thẳng với nhau, sự hợp tác của chúng ta kéo dài đến bao lâu? Có bao giờ anh nghĩ đến điều đó không? Tất nhiên là tôi đã từng nghĩ, và ngay cả đến bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục nghĩ. Sự hợp tác của chúng ta kéo dài đến bao giờ, dùng đại lượng thời gian để đo lường chẳng nói lên được cái điều cốt lõi. Có thể 5 năm, 10 năm, có thể vài tuần lễ, và thậm chí trong khoảnh khắc giữa chúng ta. Tôi không giấu giếm, sự hợp tác còn tồn tại đến chừng nào mà mỗi người trong chúng ta còn thấy sự lợi ích của nó. Tất nhiên là lợi ích của cả hai phía. Nói cho dễ hiểu, chừng nào anh không còn thấy tôi là vấn đề của anh. Trong khi đó, bao giờ tôi cũng là vấn đề của anh. Nhưng không sao, anh làm tôi nhớ truyền Tam Quốc, Đoàn Tào Tháo và Lưu Bị luận anh hùng. Rất may tôi không bị rơi đũa. Vậy là anh dành phần tiền nghi hơn tôi. Anh là Lưu Bị thì tất nhiên anh đẩy tôi sang vị trí Tào Tháo. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã xem tôi ngang với người sáng lập ra một triều đại bên Trung Quốc. Thưa ông gọi. Cho hai con sô ma sông. Dạ. Người tài xế của tôi và cái plafond có giúp ích được gì cho anh không? Cái plafond? Tức là hệ thống ghi âm của anh. À, tôi sẽ bảo bác sĩ Trần Kim Tuyến dẹp cái trò trẻ con ấy. Kể cả cái telephone của anh, bắt parallel. Ông ta không biết hệ thống ghi âm có khi có lời cho anh hơn là cho tôi. Sắp tới chúng ta sẽ mệt nhiều, trông anh hốc hác quá, anh cần phải nghỉ ít hôm, thế nào? Tôi sẵn sàng. Anh định đi đâu? Nha Trang, Vũng Tàu hay Đà Lạt hay Hồng Kông? Thôi anh cho tôi đi Đà Lạt. Chú. Sao mấy hôm nghỉ ở đây cháu khỏe ra chứ? Dạ tốt lắm. Bây giờ cháu xin được sớm bắt tay vào việc. Cũng đã đến lúc rồi đó.
nhìn cho kỹ đi, vì cháu không được giữ tấm ảnh này đâu. Kỹ sư Nguyễn Thành Luân đó, mật hiệu kỹ sĩ. Cháu nhớ mật hiệu của cháu không? Dạ nhớ, Mimosa. Cháu nhắc kỹ sĩ, bác ba dặn đây là cuộc chiến đấu của bộ óc. Tay chân càng ít dùng tới càng hay. Anh chàng kỹ sĩ này có lẽ muốn làm kỹ sĩ thiệt thọ. Công việc của cháu tuy vậy sẽ không khô khan, nó đòi hỏi sự say mê. Cái chủ yếu là biết kết hợp sự suy nghĩ chín chắn của toán học với sự nhạy cảm thành bản năng và tinh thần gan góc. Cháu được đào tạo chu đáo, dù sao chính chiến trường mới có tiếng nói đủ thẩm quyền. Trong thử thách, cháu phải vượt qua cửa ải đầu tiên, đóng cho tròn vai trò cặp đôi với anh chàng kỵ sĩ này. Thôi, cháu sửa soạn cho kịp chuyến. Dạ. Luôn nhắc kỵ sĩ, chiến lược, chiến lược. Chị Phụng, chị thấy anh chàng kia không? Trí nhớ ông kỹ sư thật tốt. Tôi là Tiểu Phụng, còn đây là Lily. Chào ông kỹ sư. Ông kỹ sư lên Đà Lạt nghỉ mát, chắc là đi cùng. Tôi đi một mình, và hiện giờ đang tìm một người bạn. Chắc là bạn gái. Vợ ông ta hả chị Phụng? Theo chị biết thì ông kỹ sư Luân chưa có vợ. Anh ơi, Đà Lạt đẹp quá hay anh? Mà đâu có làm gì đâu. Anh Luật, tài xế là dân di cư. Còn đây cô Dung cũng là dân di cư. Dung là dì của anh, đã giới thiệu thì phải giới thiệu cho trọn chứ. Không phải em gái hay em họ, không phải bạn học, cũng không phải bạn của em. Vậy thì là gì? Anh là Vũ Huy Lục phải không? Thưa phải. Người Nam Định. Thưa phải. Việc dặn dò anh A07 đã viết trong thư. A07 có dặn gì thêm không? Có chứ. A07 nói thêm với em là anh hãy giảm bớt liên lạc giữa anh và hộp thư. Hộp thư đã tìm được chỗ tốt sẽ hỗ trợ cho anh. Nếu không có gì đột xuất thì A07 không chỉ thị cho anh. Tự anh suy tính và hành động. Chừng nào có trở ra Bắc? Sao lại trở ra Bắc? Nghĩa là anh đọc thư A07 thì rõ. Phần em là thế này: sinh viên luật khoa sắp lấy chứng chỉ năm thứ 3,
con gái của bác sĩ Hoàng Trọng Cầu, em vào Nam với người cô ruột, vợ một dược sĩ, lại là em họ của cự Chung cự Doanh. Anh với em quen nhau trong một dịp nào đó, ở một buổi picnic, trong một ban fami, tùy anh, và cũng tùy anh định cho tính chất của mối quan hệ đó. Hôm nay chúng ta lên Đà Lạt không phải do sự ngẫu nhiên. Giờ ta sẽ liệu. Cuộc gặp gỡ sáng nay chắc chắn sẽ đến tay Ngô Đình Nhung, có cả ảnh của chúng ta nữa. Nhưng tôi phải cảm ơn A07, vì tôi không còn đơn độc ở đây nữa. Chúng ta quy ước gặp nhau như thế nào đây? Việc gì phải quy ước? Anh và em sẽ đi chơi với nhau suốt thời gian ở Đà Lạt. Về Sài Gòn, em sẽ đến nhà anh và anh sẽ đến nhà em đàng hoàng. Nên nhớ, em là bí thư của Trung tá Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát Trần Vĩnh Đắc đấy. Trong chiếc xe ngựa dưới kia có một tên mật vụ đang chụp hình tụi mình. Muốn làm lãnh tụ thì đừng ghen. Tuy vậy, em nên khéo léo, dư luận đồn đại về em khá ồn ào. Anh tưởng tôi không biết à? Vì gia đình họ Ngô mà tôi mang tai mang tiếng đủ điều. Họ nói tôi cắm sừng anh, họ còn bịa ra chuyện anh diêm với tôi. Đứa nào đụng đến tôi, nó phải trả cái giá rất đắt. Không mất mạng thì cũng mất chức. Thưa ông bà, ông kỹ sư Luân muốn gặp ông cố vấn. Cho mời ông kỹ sư vô. Dạ. Thằng cộng sản này thế nào? Nó vẫn như em hỏi, nghĩa là một thằng cộng sản. Một thằng cộng sản không đạt. Nhưng may là cái chất cộng sản trong nó bắt đầu loạn dần. Con bé này trông khá quá. Tên gì vậy anh? Hoàng Thị Thùy Dung, dân di cư. Gần 40 tuổi chưa vợ, anh chàng Luân này lựa chọn một cô di cư. Anh không thấy có cái gì bất bình thường trong sự lựa chọn này hay sao? Một là cô ạ họ hàng về gánh cư chung. Hai là cô ạ đã vào ngạch cảnh sát của Trần Vĩnh Đắc. Ba là bác sĩ Trần Kim Tuyến không rời mắt cả hai người. Chào anh, chào chị. Chào anh Luân. Mời anh ngồi. Thế nào, bao giờ thì anh cho chúng tôi uống rượu đây? Chị nói gì tôi không hiểu. Không hiểu thật à? Thế anh đã trình đức cha chưa? Hôm nào anh đưa cô Thùy Dung vào đây chơi nhé. Thôi để hai anh em bàn công việc. Tôi đi xem mẫu tượng Hai Bà Trưng. Sửa lại theo ý anh Luân chắc là đẹp lắm. Dạ. Yeah. Đại sứ của Linh đã về Mỹ. Chắc chắn chỉ trong vài ngày nữa, Tổng thống Eisenhower sẽ tỏ rõ thái độ của mình. Đồng thời tôi cũng tin rằng đã đến lúc Hoa Kỳ bày tỏ lập trường với chính phủ Pháp. Thật ra Ngoại trưởng Fosterdun cũng như Đức Hồng Y Spellman trong chuyến viếng thăm Sài Gòn vừa rồi đã cam kết với Thủ tướng sự ủng hộ bền vững vô điều kiện của Hoa Kỳ đối với chúng ta. Cái đáng ngại là tướng Paul Ely. Hình như ông ta bị áp lực của các giới ngân hàng và thương mại Pháp nên cứ thầm thò thầm thuộc về các giáo phái. Vụ lính Senegal gây rối ngày 19 tháng 3 ở ngã 6 có vẻ là một bước mới trong kế hoạch của ông ta. Chắc anh đã biết vụ cháy lớn ở Khánh Hội chứ? Vụ cháy hàng ngàn nhà ở Khánh Hội thật không đáng xảy ra. Dù cho bộ thông tin dùng mọi phương tiện kết tội các giáo phái, dư luận vẫn cho là chính phủ chứ không phải ai khác đã nhúng tay. Để làm gì? Để đuổi dân lao động ra khỏi đô thành, để bắt lính, để chiếm đất cất mình đi. Anh hiểu cho, Trung tá Công an Cảnh sát Trần Vĩnh Đắc không phải lúc nào cũng hành động bằng cái đầu. Để tôi sạc tôi nói một trận. Anh có biết đánh cờ tướng không? Tạm tạm. Ta chơi một bàn, anh đồng ý chứ?
anh còn dạy giỏi đến chút. Với tôi, con cơ na cũng là chốt cả. Cha, anh phiêu lưu rồi đó. Chưa chắc. Anh khuyết sĩ rồi. Đúng, khuyết sĩ tưởng trở nên trơ trọi. Tôi sẽ nhớ lời anh. Nhưng đôi khi dính sĩ tưởng xong toàn mà tưởng cũng ngã tới ngã lui. Anh đã chơi hết sở trường chưa? Dạ. Dạ, tôi sẽ làm ngay. Nhất định là phải vậy. Dạ. Dạ, nghe rõ. Chào bác sĩ. Cô phải vào dinh, cô làm ngay hồ sơ này. Không được đưa qua phòng đánh máy. Tối mật phải tự tay cô đánh máy lấy. Ai muốn gặp tôi thì hẹn chiều nhé. Dạ. Tối nay chắc cô lại có hẹn với ông kỹ sư. Anh Luân hả? Dung đây. Anh có bệnh gì không? À, chiều nay 5 giờ anh đón em nhé. Được rồi, em sẽ chịu. Giờ xe là chúng hành quân để vây bắt Cò Mi Ngọc. Tôi nghĩ Cò Mi Ngọc đã bị bắt rồi. Chúng định dùng một viên đạn bắn hai con chim một lúc. Vụ này mà hấp tấp là cả cô và tôi đều bị lộ ngay. Bây giờ anh tính sao? Anh có thấy tên đầu bạc kia đáng nghi không? Hình như hắn theo dõi bọn mình. Tôi đã để ý tên này từ hôm ở Đà Lạt, nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Anh có biết hắn làm gì không? Bề mặt, hắn là chủ một tiệm bán đồ cổ ở đường Catina. Bề trái hắn này chưa rõ lắm. Em phải cố làm quen cho được kỹ sư Nguyễn Thành Luân. Khó quá, lúc nào cũng có con bé kia cặp theo, làm sao quen được? Nếu dễ thì đã không giao vụ này cho em. Được rồi, em sẽ cố gắng. Nhưng anh đừng giục em nha. Ok. Dự quyến đến đâu rồi? Xong rồi, đã vào ngạch thiếu úy lực lượng cảnh sát đặc biệt của Tổng Nha. Có sợ hở nào? Tuy em đưa vào nhưng hoàn toàn giữa Quyến và em không có một liên lạc nào. Anh yên tâm. Quyến hiện mang tên gì? Dạ, Lê Ngân. Cô nên thận trọng. Bọn chúng không phải là những thằng ngu đâu. Em biết. Chào kỹ sư. Cho mời bác sĩ Trần Kim Tuyến.
anh Tuyển, mời anh ngồi. Như vậy là cái bẫy giăng ra không bắt được con mồi nào. Chỉ chứng tỏ được một nửa thôi, con bé Dung tin cậy được. Còn kỹ sư Luân thì tôi vẫn chưa tin lắm. Vẫn theo dõi chứ? Không phải chỉ có mình, mà hiện còn có một nhóm khác cũng đang theo dõi kỹ sư Luân. Một tên đầu bạc rất playboy, luôn luôn cặp kè với một con bé thật đẹp. Theo anh thì hẳn là người của tổ chức nào? Tôi nghi là của CIA. Anh sắp đặt cho tôi gặp con Mỹ Ngọc tối nay. Thưa, tại đây ha, tại tổng nha. Tại đây. Alo. Vâng, tôi đây. Chào ông trung tá. Gớm, sao hôm nay ông kỹ sư khách sáo thế? Đùa tí chơi. Tối nay anh rảnh không? Có nhiều người ái mộ anh lắm đó. Vậy à? Anh làm tôi hồi hộp quá. Không, không bận gì. Được chứ? Mấy giờ? 19:30 tại văn cảnh nha. Cũng mới đây thôi. Ông Ngọc, theo ông kỹ sư Luân là người như thế nào? Ông muốn hỏi về mặt nào? Đại khái ông ấy và ông trong vụ giả phải, quan điểm chính trị của ông Luân.
Tôi muốn hiểu điều đó. Tôi với kỹ sư Luân là bạn kháng chiến. Tôi cho rằng ông Luân là người khó hiểu. Khó hiểu? Phải. Chưa bao giờ tôi nghĩ ông ấy sẽ phản bội lý tưởng. Và cho đến nay, mặc dù ông ấy nhận giám mục Ngô Đình Thục làm cha nuôi, tôi vẫn chưa dám tin ông ấy quay lưng lại với quá khứ của mình. Nếu ông chịu hợp tác với chúng tôi như ông Luân, ông sẽ được tự do tức khắc. Mỗi người có cách sống riêng. Tôi không phải là kỹ sư Luân. Ông hy vọng ông Luân cứu ông? Tất nhiên. Về phương diện cá nhân, kỹ sư Luân không đời nào bỏ bạn. Đúng như cô nói, Nhu xác nhận đã bắt anh Còn Mỹ Ngọc. Và anh Ngọc đã thừa nhận chính anh ấy móc nối với Bình Xuyên, đưa qua bên kia sông Xoài Rạp để chống lại chính phủ. Nhu muốn dùng anh Ngọc để áp đảo tinh thần tôi. Nhưng tôi phải gặp anh Ngọc. Có mạo hiểm lắm không? Không gặp anh Ngọc mới là mạo hiểm. Bác Ba bảo em luôn luôn nhắc anh nhớ hai chữ chiến lược. Chiến lược? Chúng tôi đã được lệnh của ông cố vấn, Trung tá Tổng Giám đốc đi vắng. Mời ông kỹ sư vào thẳng văn phòng Trung tá. Can Phạm đang ở trong đó. Cảm ơn thiếu tá. Anh Luân. Anh Ngọc, nếu như cần một lời khuyên của bè bạn, thì lời khuyên đó là anh hành động như thế nào phù hợp với lương tâm của anh thì anh hành động. Xong rồi, bây giờ ta yên tâm nói chuyện. Anh Ngọc, sao anh không tạm thời nhận làm việc với chúng nó? Tôi với anh, mỗi người mang một danh nghĩa khác nhau. Tôi là đảng viên, địch và quần chúng đều biết. Tôi mà nhận làm việc với chúng nó, dù chỉ là thủ đoạn nhất thời, vẫn đưa đến hậu quả chính trị rất xấu. Giữa lúc cách mạng đang gặp khó khăn này, quần chúng và những người tốt trong Bình Xuyên, trong giáo phái cần được cổ vũ để giữ lòng tin. Ta thử nghĩ xem có cách gì khác không? Không có cách gì khác từ phía ta. Tôi cố gắng xoay sở. Không, anh không có quyền. Việc của anh là bám chắc cái đầu cầu tương đối đa viễn, tinh thần và trách nhiệm. Tính đảng bắt buộc anh không được dao động, dầu cho trước cái chết của bạn anh. Anh đến tìm tôi là đi một nước cờ cao, song phải biết dừng ở chỗ cần dừng lại. Thôi, anh nên ra về. Tôi nhờ anh, nếu có dịp báo cáo với mấy anh của mình, tôi phạm khuyết điểm, không giữ gìn kỹ công tác bí mật để bị bắt, không thấy được ngày thắng lợi. Tôi chúc mấy anh của mình mạnh giỏi. Phần anh, tôi chúc anh thành công. Anh không được dao động, dầu cho trước cái chết của bạn anh. Anh Ngọc, nếu như cần một lời khuyên của bè bạn, thì lời khuyên đó là anh hành động như thế nào phù hợp với lương tâm của anh thì anh hành động. Anh kinh ngạc à? Nếu anh là bác sĩ, không phải lo tiền mà có bằng cấp, thì đây là việc rất dễ hiểu. Anh nên nhớ Nguyễn Thành Luân là kỹ sư. Kỹ sư thật đó, nghĩa là có đủ trình độ về vật lý và điện tử để chơi chúng ta một vỗ. Không nghe được băng ghi âm, nhưng thêm được một yếu tố để đánh giá Nguyễn Thành Luân, ít nhất thêm một nghi vấn.
Alo, có phải ông kỹ sư Luân không? Dạ chào ông kỹ sư. Tiểu Phụng đây, chắc ông kỹ sư còn nhớ. Dạ, tất nhiên là phải có việc quan trọng mới gọi ông kỹ sư vào giờ này. Cô muốn gặp tôi ngay bây giờ, có thể cho tôi biết rõ hơn được không? Không thể nói rõ qua điện thoại được. Tôi muốn gặp ông kỹ sư từ 11:30 đến 12 giờ đêm nay. Ông cứ bấm chuông. Nhà tôi ở số 212 Colonel Kimo. Tôi ở tầng lầu 2. Sáng mai tôi gặp cô có lẽ tiện hơn. Sáng mai tôi không còn ở Sài Gòn nữa. Tôi tha thiết được gặp lại ông một lần trước khi đi xa. Tôi nghĩ điều này chỉ có lợi cho ông. Ông Luân, tôi chờ ông. Alo, anh Luân hả? Dạ chưa, em còn đang đọc sách. Có gì mà anh gọi em vào giờ này thế? Anh nghĩ thế à? Vâng, em sẽ báo cho Thiếu Úy Ngân ngay. Vâng, em nhớ rồi. Nhà cô Tiểu Phụng, 212 đường Colonel Primo. Thank you.